cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Xin mời
Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Duy Ma Cật. Chúng ta học đến đoạn khi mà tu tâm thể được thanh tịnh thì thường hiện tám pháp chưa từng có, khó được. Đó, hôm nay chúng ta sẽ học về tám pháp chưa từng có và khó được. Với cái đề, cái tựa đề này, tại sao chưa từng có? Vì có phải lúc nào nó cũng có không? Không. Mà chỉ khi nào sống với tâm thể thanh tịnh thì tám pháp này mới xuất hiện. Cho nên nó chưa từng có, nếu không có chân tâm thanh tịnh hiện tiền. Và điều thứ hai, nó cũng là tám pháp khó được. Vì sao? Vì tuy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có tâm thể thanh tịnh, nhưng với cái tập nghiệp nhiều đời, khi đối cảnh chúng ta thường dễ dính mắc, thường dễ phân biệt, cho nên tâm thanh tịnh của chúng ta không có hiện tiền. Đó. Mà người nào phải quyết tâm điều phục cái tập nghiệp vô minh tạo nghiệp đó thì mới có tám pháp này xuất hiện, khi tâm thể thanh tịnh xuất hiện. Đó, lý do là như vậy. Khó và chưa từng có, khó được và chưa từng có, lý do nó phải đi chung với tâm thể thanh tịnh. Mà sau một quá trình tu tập với Thiền Tông, và Thiền Tông chủ trương thiền giáo đồng hành, chúng ta phải luôn luôn phải điều tâm. Nếu chúng ta là một thiền sinh đúng nghĩa, thiền sinh là người học thiền và thực hành thiền đúng nghĩa, có nghĩa là chân thật, thì mình phải làm cái điều đó liên tục. Và khi mình làm điều đó liên tục thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thiền sinh luôn luôn phải phản quang, xoay lại nhìn mình, bao giờ cũng vậy. Và nó có một cái điều đặc biệt mà dễ tức cười là người đời cũng khó nhìn mình, không cần xoay lại. Vì thật ra nói chữ xoay lại, chứ thật ra để tránh cái chuyện cứ nhìn cái lỗi người, thiền sinh sẽ lấy cái chuyện nhìn mình là chính. Và khi nhìn mình thì một niệm vừa khởi lên, mình biết không? Biết. Người đời cũng biết, mình mới khởi một niệm bực bội nè. Nhưng chỉ có người có trí tuệ và có cái phát nguyện thì mới làm chủ, không theo cái niệm đó, không bị niệm đó lôi. Còn hầu như khởi niệm, có khi khởi thấy đó mà không có kịp thấy nữa là nó lôi mình chạy mất rồi. Chạy theo cái niệm vô minh,
chấp ngã phân biệt và tạo nghiệp rồi. Cho nên nhắc lại với đại chúng khó được, vì chúng ta phải phát nguyện chân thật tu hành để thấy và sẽ làm được những điều giá trị. Còn không, dù là có nói tu bao lâu đi nữa mà tập khí thế gian lúc nào vẫn có sức mạnh lôi cuốn, thì mình sẽ không bao giờ có được tám pháp chưa từng có này. Vì tâm chúng ta vẫn là tâm bị cảnh lôi cuốn, bị nghiệp lôi cuốn và mây mù của vô minh chấp ngã vọng tưởng. Ở đâu? Ngay nơi tâm mình đã che mờ cái tâm thể thanh tịnh. Chúng tôi đang giải thích cái chủ đề để thấy rằng mình có, mà mình có dùng được hay không, nó có được hiển lộ hay không, do mình có công phu hay không. Công phu nghe nó khó chứ không khó, liên tục làm tự nhiên nó sẽ có một cái năng lực. Còn nếu mình không thường xuyên điều tâm thì cái tâm mình sẽ là cái tâm bị động, bị lôi cuốn. Ngài Xá Lợi Phất: tôi ở thất này 12 năm, ban đầu không nghe nói pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, chỉ nghe nói pháp Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi, pháp bất khả tư nghì của Phật. Ngài Xá Lợi Phất: thất này thường hiện tám pháp chưa từng có, khó được. Những gì là tám? Trước khi liệt kê kể ra tám pháp chưa từng có, khó được, mà chỉ hiện ở đâu? Chỉ hiện ở trong thất này. Mà thất này là cái gì? Quý vị nên nhớ, thất này chính là chỉ cho tâm thể thanh tịnh. Khi chúng ta sống với tâm thể thanh tịnh sẽ thường hiện tám pháp mà chưa từng có. Vì nếu không có tâm thể thanh tịnh thì tám pháp này không có hiển lộ ra, dù nó có. Khi mà ai gọi Ngài Xá Lợi Phất để trình bày điều này? Chính là thiên nữ. Tôi ở thất này 12 năm. 12 năm để chỉ cho cái gì? 12 năm để chỉ cho thập nhị nhập, tức là sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần. Ở trong thất, tức là sống với tâm thể thanh tịnh, nhưng sáu căn vẫn tiếp xúc với sáu trần. Ban đầu không nghe nói pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, chỉ nghe nói pháp Bồ Tát. Mà nếu mà pháp Bồ Tát thì là Đại Từ Đại Bi, phát khởi tâm cứu độ chúng sanh. Và cũng được nghe pháp Bất Khả Tư Nghì của Phật. Đó, sống ở trong thất này mới đầu là không có nghe pháp Thanh Văn, Bích Chi Phật, mà chỉ nghe pháp Bồ Tát và Phật thừa thôi. Thất này thường hiện tám pháp chưa từng có, khó được. Khi giới thiệu như vậy rồi thì chúng ta sẽ được nghe liệt kê ra những gì là tám. Thất này thường dùng ánh sáng màu vàng chiếu soi ngày đêm không khác, không do mặt trời mặt trăng chiếu soi mới sáng, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ nhất. Ở đây chúng ta thấy cái đặc biệt là thất này là từ tâm thể thanh tịnh sẽ có ánh sáng màu vàng chiếu soi ngày đêm. Chúng ta hãy gọi là tưởng tượng và thể nhập vào cảnh giới này, sống với chân tâm thanh tịnh.
và chúng ta đang đối cảnh thế nào là ánh sáng màu vàng chiếu soi ngày đêm không khác. Có nghĩa là từ nơi tâm thể thanh tịnh sẽ có cái ánh sáng màu vàng này, mà ánh sáng màu vàng này sẽ chiếu soi ngày đêm. Chúng ta sẽ được giải thích đó chính là, đó chính là gì? Đó chính là chỉ cho tâm thể sáng suốt là tự tánh giác ngộ sẵn có của chính mình, chứ không phải từ bên ngoài mà được. Đó. Và cái chiếu soi này chính là diệu dụng của chân tâm. Đó, diệu dụng của chân tâm để chiếu soi, chứ không phải sáng nhờ mặt trời mặt trăng. Quý vị hiểu chỗ này không? Đó là pháp chưa từng có, khó được. Thứ nhất là luôn luôn có ánh sáng màu vàng chiếu soi ngày đêm, có cái diệu dụng của chân tâm. Mà diệu dụng dĩ nhiên là thanh tịnh. Người vào thất này không bị các cấu nhiễm làm phiền não. Trước khi qua cái pháp thứ nhì thì chúng tôi xin nhấn mạnh cái chữ ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng thường chúng ta được nghe giới thiệu gọi là ánh đạo vàng. Ánh đạo vàng thì ánh đạo màu vàng, phải không? Nhưng mà không đâu nha. Mình hồi xưa chỉ hiểu, cho tới hôm nay dù là có đi chùa học đạo bao lâu, nếu không được học đến đoạn kinh Duy Ma Cật này, chúng ta chưa từng hiểu ánh đạo vàng là cái gì. Ánh đạo vàng chính là ánh sáng diệu dụng của tâm thể thanh tịnh, của chân tâm Phật tánh. Chứ không phải là ánh sáng màu vàng, cho nên gọi là ánh đạo màu vàng. Không phải đâu. Ánh đạo đó, đạo đó chính là chỉ cho tâm thể thanh tịnh. Và cái tâm thể đó bình đẳng giữa Phật và tất cả chúng sanh. Và Đức Phật ra đời để giáo hóa cho chúng ta sống được với điều này. Cho nên chúng ta tri ân Phật đưa chúng ta từ biển mê mà luân hồi sanh tử trầm luân nhiều đời nhiều kiếp, để chúng ta lần lần được giác ngộ, nhận được cái tâm thể sáng suốt của chính mình. Rồi một ý thứ hai, sau này khi đi cử hành tang lễ cho Phật tử hoặc là tăng đoàn, ni đoàn khi có duyên sự, chúng ta thường nghe câu khai thị: chư Phật từ bi thường phóng quang, buông xả vô niệm tâm thênh thang. Hương linh hay là chơn linh hay là giác linh, theo Phật về quê cũ, thân tâm an lạc trong ánh vàng. Có nghĩa là nếu không phải đợi chúng ta cái lúc mà lâm chung mới được Phật gia hộ để được giải thoát, mà chính ra trong cuộc sống, nếu chúng ta buông xả, chúng ta vô niệm, tâm chúng ta thênh thang, thì ngay tức khắc chúng ta sẽ theo Phật về quê cũ của ai? Của chính mình. Ngày xưa mình từ đó ra đi làm cùng tử lang thang, và thân của mình, tâm của mình sẽ an lạc trong cái ánh đạo vàng đó, trong cái tâm thể thênh thang đó. Cho nên chúng tôi chúc cho tất cả huynh đệ ý thức điều đó, thì chúng ta làm sao cho ánh đạo vàng của mình luôn luôn tỏa rạng ngay bây giờ, chứ không có đợi mà khi lâm chung rồi Phật đến cứu mới có được cái điều này, đến độ mới được điều này. Phần thứ hai, điều thứ hai, người vào thất này có nghĩa là sống với tâm thể thanh tịnh sẽ không bị cấu nhiễm làm phiền não.
Cấu nhiễm ở đâu? Thưa đại chúng, cấu nhiễm tất cả chung quanh các pháp, mà nếu mình nhìn bằng đôi mắt vô minh chấp ngã thì dầu một phát thanh tịnh nó cũng có thành cấu nhiễm nữa. Mấy người đệ hiểu không? Còn dù là thí dụ hoa sen mà mọc ở dưới bùn á, với bản chất vô nhiễm của hoa sen, thì gần bùn mà sen có mùi hôi không? Không. Cũng giống như chúng ta sống trong một xã hội có thể nhiều sự lôi cuốn của vật chất, nhưng nếu cái tâm hồn của chúng ta là tâm hồn cao thượng, mình sẽ không bị lôi cuốn. Dầu mình ở có khi sinh ra trong một gia đình không được hoàn toàn gọi là lý tưởng, nhưng nếu chúng ta có duyên lành, chúng ta cũng tìm đến học hỏi về kiến thức để vươn lên, gần gũi để học hỏi về đạo đức để mà nuôi dưỡng con người mình. Cho nên các cấu nhiễm không có làm mình phiền não, dính mắc tạo nghiệp. Nhìn trong cuộc đời của chính mình, của những người bạn chung quanh, chúng ta thấy ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ hai, không bị cấu nhiễm làm phiền não. Vậy hôm nay nếu ai có khi cái pháp đó không có cấu nhiễm nữa mà mình cũng làm cho thành phiền não, thì mình biết mình đang sống với tâm gì? Tâm hắc ám, tâm vọng tưởng vô minh hắc ám đó. Cho nên hôm nay mình sẽ tu từ gốc hay từ ngọn? Từ gốc. Là làm gì mà gọi là tu từ gốc? Xin mời phát biểu. Làm sao gọi là tu từ gốc? Mô Phật, kính bạch thầy, có nghĩa là sống với cho tâm thể thanh tịnh của mình là tu ngay từ gốc. Lỡ lúc đó mình đang phiền não thì làm sao trở về gốc? Dừng ngay, trở về gốc. Dừng ngay. Thì khi mình dừng thì cái năng lực vô minh đó không còn chi phối mình nữa, thì mình đang trở về. Nói chữ trở về chứ chưa bao giờ nó mất, nó đang có sẵn. Mình không dùng nó thôi, mình dùng nhầm thôi. Mấy người đệ hiểu không? Suy gẫm điều này đi, rồi thấy hay lắm. Thiền Tông cho mình một cái tu rất là trực chỉ, đốn ngộ. Không phải làm cái gì để tâm thể thanh tịnh, mà tâm thể đâu ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, vốn sẵn đầy đủ. Hai điều đó. Thất này thường có Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát từ những phương khác đến tụ hội không dứt. Ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ ba. Ở đây thường có ai tụ hội? Trước nhất Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương chính là những vị ở trong cõi trời. Từ cõi trời nào? Cõi trời dục giới, sắc giới. Rồi có ai nữa? Có các vị Bồ Tát từ phương khác đến. Tụ hội không dứt có nghĩa là gì? Người sống với tâm thể thanh tịnh sẽ tùy căn cơ của chúng sanh mà làm những cái điều lành thiện, tương ưng với thập thiện, tương ưng với tứ thiền để giáo hóa chúng sanh. Đó là cái công hạnh của trời Tứ Thiên Vương, trời Phạm Thiên, trời Đế Thích, những vị ở trong cõi trời gọi là dục giới, sắc giới. Rồi các vị Bồ Tát từ phương khác cũng đến để tụ hội không dứt, nghĩa là từ tâm thể thanh tịnh chúng ta có thể phát khởi những tâm từ bi vì người mà quên ngã, vong ngã, vị tha, vì người mà quên mình.
Còn nếu bằng cái tâm phàm phu thì mình lại làm đảo ngược, mình sẽ vì vị ngã mà quên người, chỉ vì lợi ích mình thôi. Ở trong nhà mình nhìn ngay cả những em bé từ nhỏ, có những em bé sẽ luôn luôn thương em, thương anh, thương chị. Nhưng có những em bé đã được thương rồi, nhưng mà ai mà được hơi chăm sóc một cái là khóc liền, khóc nhè liền, không chịu. Nói mẹ thương chị, mẹ thương em, con không chịu đâu. Mặc dù là mình được thương nhất rồi cũng không chịu. Đó, thành ra chúng tôi nhắc lại, tâm Bồ Tát này chúng ta sẽ thấy thể hiện từ khi còn rất bé. Và một câu chuyện cứ mỗi lần nói tới Bồ Tát là chúng tôi nhớ đến chú bé vài tuổi thôi. Một hôm đi đám tang, bà với mẹ khóc. Lý do nhất là ông ba khóc là vì ông nội mất, mà cảm thấy ngày xưa ông nội rất hy sinh cho gia đình, thương các con, chăm sóc chu đáo. Nhưng khi ông nội mà bệnh, lại nghĩ rằng chắc bệnh chưa chết, cho nên để ông nội tự do đi cũng không có chăm sóc gì cả. Đến lúc ông nội chết quá sớm thì hối hận vô cùng. Và khi hối hận như vậy, cái đứa con nó thấy khi làm tang lễ sao mà ba mình khóc nhiều quá, nó lại nó dỗ dỗ, nó giống như ba thường dỗ nó dỗ về vô mặt. Nói tại sao ba khóc, Daddy sao mà khóc, nín đi. Cái ông ba mới trả lời là vì ông nội mất cho nên ba khóc. Nó nói đâu có sao, nó sẽ thế làm ông nội, con sẽ không làm ông nội. Ba đừng có khóc. Quý vị thấy không, tâm Bồ Tát không, thấy ba mình khổ vì thiếu ông nội là phát tâm làm ông nội, tức là làm tía của ba. Quý vị thấy không, tuy nó thơ ngây và đôi khi có lỗi, nhưng người ta nhìn nơi tâm một vị Bồ Tát. Đó, chúng tôi mong rằng quý vị cũng như vậy. Khi làm Bồ Tát sơ phát tâm, có khi cũng thơ ngây, cũng vụng về, nhưng với cái chất của Bồ Tát vì người, từ bi vì người, rất đáng trân trọng. Đây là pháp chưa từng có, khó được. Thứ ba, thức này thường nói sáu pháp ba la mật bất thối chuyển, ấy là pháp chưa từng có, khó được. Thứ tư, từ tâm thanh tịnh là từ thất này. Từ tâm thanh tịnh sẽ thường nói sáu pháp ba la mật là cái gì? Sáu pháp ba la mật là sáu pháp ba la mật, có nghĩa là đến bờ kia. Khi hành trì là liền được giải thoát. Đó, gọi là ba la mật. Sáu pháp đó chính là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Chúng ta bố thí, có khi chúng ta bố thí nhưng mà lại không đến bờ kia. Vì sao? Mình còn chấp vật thí, mình còn chấp mình là người bố thí cúng dường, và có người thọ nhận bố thí cúng dường, cho nên không đến bờ kia. Muốn bố thí mà giải thoát đến bờ kia là phải tam luân không tịch, không thấy có người bố thí cúng dường, không thấy có vật bố thí cúng dường, và không có người nhận sự bố thí cúng dường. Chúng ta làm mà với cái tâm như thế thì phước đức không thể tính kể. Rồi trì giới cũng vậy. Trì giới mà không ngã mạn là mình có trì giới. Và mình trì được giới gì? Không có cái tâm chấp đó. Rồi nhẫn nhục cũng vậy. Nhẫn mà nghiến răng, tôi phải nhẫn đó, tôi phải chịu đựng đó, gần tới gần lui nữa thì có nhẫn không? Không. Nhẫn mà làm sao đạt đến vô sanh pháp nhẫn.
thấy nó không thật, cho nên mình không có gì phải chịu đựng hết. Và thưa đại chúng, đừng có bao giờ nghĩ rằng học cái này là nhiều nha, tại trình độ của mình chưa đến. Xưa mình bắt đầu tập nhẫn nhục thay vì mình nổi cơn đùng đùng, thì giờ đang ở trường hợp này, hôm nay được nghe giảng để học thêm, mình nhảy thêm bước nữa. Mình bắt đầu, ủa, vô sanh pháp nhẫn là sao? Đó, mình bắt đầu học bài này mới đúng trình độ mình để tiến hơn. Còn huynh đệ khác có thể hành trì một cái chỗ nào đó, cũng trong một bài học mới sẽ nâng trình độ mình lên. Cho nên cái giờ gọi là thiền giáo đồng hành sẽ nâng mình lên một cách nhẹ nhàng trên con đường tiến tu giải thoát. Mà trước nhất mình phải giác ngộ mình mới giải thoát. Giác ngộ là mình còn chấp nhẫn, mà còn chấp cái pháp đó, rồi nhẫn còn thấy là mình phải chịu đựng. Đó, và nhẫn là vì thấy một người nào đó làm cho mình phải chịu đựng. Thì bước đầu nhẫn cũng là hay hơn là sân. Nhưng chưa được. Tiếp tục nghe văn tự vô sanh, bắt đầu nghiên cứu vô sanh là gì. Các pháp chưa từng thật, có thật sanh. Vì duyên hợp không thật, cái mình mới đem cái lời, cái bài học đó vào cuộc sống của mình coi đúng không? Có thật là duyên hợp không? Cái giận, cái buồn, cái khó chịu của mình có phải là một pháp duyên hợp không? Mà nhất là cái tâm khó chịu bực bội của mình, dù là tâm hôm nay hay tâm của quá khứ, nhìn lại có phải tâm đó là duyên hợp không? Để mình bực bội không? Để mình phải chịu đựng nhẫn nhục không? Đó, thưa đại chúng, khi mình thấy được chân thật giá trị của vấn đề thì chính là giác ngộ. Giác ngộ cái mê của mình, nhưng đồng thời giác ngộ để sống được cái chỗ gọi là giải thoát của mình. Giác ngộ có hai cấp độ: dừng mê, nhưng mà bước qua một cảnh giới giải thoát nữa. Cho nên sẵn ở đây chúng tôi cũng chia sẻ, nếu không chúng tôi cũng sẽ quên. Vì đây là một điều rất là quan trọng. Có khi mình nghe mà mình chưa đủ đạo lực để thực hành. Nhưng hôm nay chúng tôi tin rằng trong pháp hội của mình nhiều huynh đệ có điều kiện, nhưng mà chưa đủ trí tuệ để làm. Có điều kiện là hiểu, và khi hiểu rồi có thể làm. Trong câu chuyện, nếu cần cuối bài chúng tôi sẽ kể câu chuyện lại câu chuyện đó cuối bài. Nhưng mà trong một câu chuyện mà chúng tôi đặt vấn đề, tại sao gọi là những vị chứng sơ quả tu đà hoàng khi giác ngộ về vô thường, đặt trường hợp là giác ngộ vô thường, tại sao giác ngộ đó chỉ là được chứng sơ quả thôi? Nhưng mà cũng giác ngộ vô thường, tại sao chứng tứ quả? Vậy nếu là mình, liệu có quả nào không? Hãy chỉ biết mà không được quả nào hết. Tại vì mình biết rồi, biết mà như không biết vậy đó. Không thực hành được, không điều tâm được. Đó, thì tôi đặt vấn đề cho quý vị suy tư. Và khi nào chính mình suy tư và bùng vỡ ra, nó mới có lợi cho mình. Còn mình nghe chưa phải của mình. Và chúng tôi gợi ý thêm, nhiều vị đã chứng sơ quả qua vô thường. Trong đó một câu chuyện thường xuyên được nhắc nhở là chuyện bà mẹ và hạt cải, nhưng cũng là vô thường. Được Phật chỉ dạy, cô bé dệt vải
trình kiến giải với Phật, và trên đường về ngay trong trưa hôm đó, cô bé 16 tuổi đã bị tai nạn từ cái xưởng dệt của cha mình, suốt chỉ văng vào đầu, cô chết tại chỗ. Tại sao cũng là vô thường, là chủ đề mà cô ôm ấp và trả lời qua bốn câu hỏi rất là lắt léo, khó nhớ, khó hiểu. Nếu chúng ta không tu thì cô lại chứng tam quả. Cuối bài chúng tôi sẽ nêu lên, nhưng giờ này sợ rằng nhiều khi đặt vấn đề vài lần mà chưa chia sẻ với đại chúng, cho nên chúng tôi sẽ nói giữa bài. Rồi trường hợp thứ tư, giờ này quý vị nhớ ai qua vô thường mà chứng tứ quả không? Một câu chuyện rất ngắn, rất là gần gũi với chúng ta. Và chúng ta tìm hiểu thêm, chúng tôi đề nghị quý vị tự tìm tòi để chính mình nêu lên cái khám phá của mình. Còn đây là khám phá của chúng tôi nêu lên. Vị tỳ kheo đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất được Ngài hướng dẫn tu pháp bất tịnh không thành công. Khi biết đây là một vị gia thế là con chủ tiệm vàng, mà không phải một đời mà nhiều đời đã ở trong một cái gia đình phước đức như vậy, giàu có như vậy, cho nên Phật đã dùng chủ đề vô thường để giáo hóa. Mà Đức Phật không giáo hóa bằng lời, mà bằng cái gì? Bằng một cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh. Và cái hoàn cảnh cuối cùng là biến hóa ra một ao sen. Khi dắt cái vị tỳ kheo này đi khất thực với mình, khi buổi sáng Ngài Xá Lợi Phất đem đệ tử đến, thì Đức Phật đã giao chủ đề là quán bất tịnh. Và Ngài không phải giảng, mà Ngài cho mặc y thượng, y hạ rất là sang trọng đẹp đẽ, những cái y mà được cúng cho những bậc đại tăng, đại trưởng lão, tặng cho vị tỳ kheo này. Và khi mặc y rất đẹp như vậy, Phật lại cho đi khất thực chung với Phật. Thế là một buổi ăn hết sức là chất lượng được cúng dường trưa hôm đó. Thì tâm vị tỳ kheo này có hoan hỷ không? Rất hoan hỷ. Mấy tháng nay thầy bổn sư của mình chỉ cho quán pháp bất tịnh thì chắc cũng đời sống đơn sơ thôi. Hôm nay được về với Phật, ôi là khác biệt. Rồi một buổi ăn thật là ngon. Rồi buổi chiều hôm đó Phật hóa hiện ra hồ sen. Hoa sen rất đẹp. Trong đó có một đóa sen rực rỡ lạ thường. Con mắt của vị tỳ kheo dán chặt vào đó. Và không cần phải một lời phát nào cả, đóa sen tươi đẹp nở từ từ. Vài đóa sen trong hồ cũng bắt đầu nở một cách rực rỡ. Tự nhiên đóa sen to nhất, đặc biệt nhất, tàn úa. Vài lá rụng, vài cánh sen rụng trước mặt. Vậy vô thường có cần nói không? Nói vô thường chứ phải là vô thường nha. Đây chúng nhớ điều đó nha. Mà chính mình thấy cái gì chung quanh mình nó thay đổi, mà bằng trí tuệ mình cảm nhận được, chính là vô thường. Và mình cảm nhận được một cách sâu sắc, chính là chữ gì? Mình cảm nhận sâu sắc chữ vô thường trước mặt mình thì gọi là cái gì? Giác ngộ. Giác ngộ. Ai giác ngộ? Mình giác ngộ. Mà nếu mà người giác ngộ thì người đó có một cách sống khác, cách cư xử khác. Chứ không phải nói giác ngộ mà cũng giống sống như xưa, cũng dễ sân si phiền não tham đắm, không phải, khác. Thế là từng cánh hoa rụng rơi,
đóa hoa đẹp nhất ở trong hồ giờ này trơ hết cành, những cái bông sen, những cái lá sen đẹp, những cánh sen đẹp đã rụng hết, chỉ còn một cái nhụy ở giữa thôi. Thì vị tỳ kheo này lại được duyên lúc đó chính Đức Phật đọc một bài kệ, và qua bài kệ tỳ kheo chứng tứ quả. Bài kệ gì? Cái gì đó mà như sen thu quá ha, mà ngài sẽ các pháp là vô thường, rơi rụng gì như sen mùa thu vậy đó, và vô thường sẽ biến diệt tất cả pháp trên thế gian này. Thì thưa đại chúng, bằng cái nhận thức, cái sự khác biệt giữa cái sự giác ngộ từ đâu mà có, chúng ta hãy suy gẫm, và chúng ta sẽ biết cách tu, biết cách nâng cái chuyện tu tập của mình. Từ cắt dây ái dục, khi mà thấy lúc đầu hoa sen rất đẹp, thế mà chẳng mấy chốc màu sắc đã nhạt phai, và qua cái hoa sen vị tỳ kheo này giác ngộ, thân ta rồi đây cũng tàn tạ như vậy. Nhưng mà bên chúng tôi cũng thấy quý vị có giác ngộ, nhưng mà vừa thấy thân ta rồi đây cũng sẽ già bệnh như vậy, cái mình lo dọn đồ ra khỏi chúng, để về kiếm chỗ nào để mà chăm sóc cái thân tàn tạ. Mấy quý vị thấy không? Thì lúc đó là cái tâm gì? Tâm giác ngộ hay là tâm vẫn chấp ngã là thật, thân là thật đó, cái chỗ đó đó. Và trong hương phòng, khi cảm nhận được cái trí tuệ của vị tỳ kheo, khi đối trước vô thường của cái hoa sen này, bậc đạo sư biết tỳ kheo đã đạt được thiền quán. Đạt là như vậy đó, đạt là chứng ngộ. Và liền phóng hào quang và nói lên bài kệ. Vị tỳ kheo giác ngộ trước khi Phật nói lên bài kệ. Phật nói lên bài kệ, diễn tả cái quá trình tiến tu giác ngộ của đệ tử của mình. Tự cắt dây ái dục. Ai cắt dây ái dục? Vị tỳ kheo đó. Như tay bẻ sen thu, cắt được dây ái dục. Như là đối với hoa sen mùa thu, nếu trước đó đắm nhiễm vào sắc hương của hoa sen, thì giờ này đã thấy nó vô thường rất mau chóng. Cũng giống như đối với thân, sẽ giác ngộ, nó sẽ vô thường rất mau chóng, rồi đây chẳng mấy chốc nó sẽ tàn tạ. Cho nên cắt dây ái dục của mình đối với thân, đối với ngã, đối với tâm. Hãy tu đạo tịch tịnh. Đó là lời khích lệ của Đức Phật. Cho ai? Cho tất cả chúng ta, những người hữu duyên. Trước nhất cho vị tỳ kheo, vì đó là đương cơ để có bài kệ này. Nhưng cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta hữu duyên được lắng nghe bằng trí tuệ. Niết bàn thiện thệ dạy, tức là hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn. Chữ niết bàn của câu thứ tư phải đi kèm luôn với câu thứ ba. Hãy tu đạo tịch tịnh có nghĩa là lặng vọng tưởng, trở về cái thanh tịnh của tâm, cái không lặng của tâm, đó là niết bàn. Và thiện thệ là Đức Phật đã dạy điều này. Và thưa đại chúng, cuối bài kệ tỳ kheo chứng quả A
A-la-hán. Vậy xin hỏi một câu chuyện vui, chứng quả A-la-hán nhờ bài thơ này phải không? Hay là nhờ sự điều tâm của vị tỳ kheo? À, sự điều tâm, sự chứng đạt, sự giác ngộ. Chúng ta cũng có thể, nhưng mà vì chúng ta giống như không có đem hết cái tâm của mình trong việc tu hành. Nó vẫn có một cái năng lực thế gian lôi. À, chúng ta chỉ được chút chút cho nó, gọi là nó vô duyên thôi chứ chưa hết lòng. Thì xin nhắc đề chúng, qua vô thường nếu chúng ta hết lòng, chúng ta cũng tiến tu rất là tuyệt vời. Và cái cuối cùng của vô thường là để đạt được chân thường, là chân tâm, là tâm thể thanh tịnh. Đó, có nhiều cái cấp độ qua một vấn đề vô thường. Vậy thất này thường nói sáu pháp ba la mật, có nghĩa là từ tâm thể thanh tịnh, hành giả sẽ tu sáu pháp gọi là lục độ, mà ba la mật là đến bờ kia. Và không những tu lục độ mà thành trì đến chỗ không còn tam luân không tịch á, là không còn người hành trì, việc hành trì và đối tượng đã nhận sự hành trì. Và việc tu này bất thối chuyển, không bao giờ lui sụp. Chứ không phải có khi thì mình phát tâm, nhưng mà có khi mình lại trở về con người phàm phu của mình. Không có chuyện đó. Nếu chúng ta làm cho cái chuyện mà chân tâm hiện tiền của chúng ta kiên cố, thì cái nguyện của chúng ta cũng bất thối chuyển. Còn sở dĩ không kiên cố cho nên là có thối chuyển. Quỳnh Hệ hiểu chữ vậy không? Thối chuyển có nghĩa là lui sụp. Có khi làm được điều cao thượng và có khi thì trở lại con người rất là phàm phu bình thường. Tính toán, có ngã, có nhân, rồi có ý kiến trên một vấn đề. Thưa đại chúng, hãy quên cái phong cách đó đi. Phong cách đó là của phàm phu. Mình làm nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hôm nay phải phát nguyện là một cái mới, một năng lực mới, một thể hiện mới. Và nếu muốn như vậy cũng phải lâu lắm mới có chất lượng trọn vẹn bất thối chuyển. Còn chưa bắt đầu tốt thì sẽ không bao giờ được. Thì đó là cái giá trị của việc phát tâm. Thức này thường trỗi nhạc bậc nhất của trời người, dây đàn phát ra vô lượng pháp âm, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ năm. Mời đại chúng suy nghĩ coi cái này là cái gì vậy? Xin mời suy nghĩ đó là cái gì? Mô Phật, kính bạch Thầy. Theo sự suy nghĩ của con, giống như giờ này con đang ngồi ở đây, đang nghe Thầy thuyết pháp. Thầy cũng có vô lượng pháp âm vi diệu. Thì con tưởng tượng ra như vậy, Mô Phật. Thì không những chúng tôi mà ngay cả quý vị cũng vậy. Nếu từ tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ có những cái âm thanh vi diệu vô lượng. Tại sao lại âm thanh cõi trời? Hiểu được điều này. Tại sao là âm thanh cõi trời? Dạ Mô Phật, theo như sự hiểu biết của con thì thất này thường trỗi nhạc bậc nhất của trời người. Thì nếu mà một người, thí dụ như bây giờ thầy dạy, thầy lấy cái pháp tối thượng thừa ra thầy dạy, thì khi cái người sống được cái đó thì người đó thoát ra khỏi tam giới luôn, là cõi trời. Tức là tam giới cũng thoát ra luôn, tức là bậc nhất của trời người luôn nữa. Bây giờ chúng ta hiểu nha. Trước nhất có một đoạn chúng ta đã học, quý ngài khi giáo hóa cũng không cố định một pháp, mà tùy duyên nâng từng từ. Tức là Đức Phật là định giáo hóa pháp tối thượng thừa đó, nhưng mà chúng sanh căn cơ còn yếu quá, cho nên Phật phải phương tiện từ nhân thừa thiên thừa lên. Thì cũng từ tâm thể thanh tịnh, mình quán chiếu căn cơ của
của người đối diện để coi pháp gì phù hợp để độ cho người đó. Chẳng hạn hôm nay Hằng Kính biết rằng ở Việt Nam cũng có một số Phật tử hữu duyên tại Thiền viện Vô U làm được điều này. Thay vì về làm việc từ thiện cho những người nghèo ở trong xóm làng cũ của mình, thì mướn những cái xe để đưa đi hành hương các thiền viện. Và trên đường đưa đi hành hương thì có thể không những chi cái tiền xe miễn phí cho những người nghèo mà muốn hướng tâm đến Tam Bảo, không đóng tiền cũng được. Rồi trên đường đi nào là đến cũng cúng dường để có buổi ăn cho những người cùng đi. Rồi khi như vậy lại thỉnh cầu quý thầy, quý sư ni thuyết pháp để bố thí pháp. Thì thưa đại chúng, đó là tùy căn cơ mà cho những vị hữu duyên tiến tu từ phát tâm thọ trì năm giới, rồi hướng lên tiến tu hành trì thập thiện đó. Và trên cái tối thượng nữa là từ đó còn vươn lên để phát tâm tiến tu ra khỏi luân hồi sanh tử, từ những bước căn bản đó. Nếu ngày xưa chúng ta không có tâm thể thanh tịnh thì chúng ta bố thí là mình thấy nhất thế giới rồi, rủ đi quy y vậy là nhất thế giới rồi, hơn nghĩa là tối thượng rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, quy y phải còn nhắc coi hành trì nha, chứ không phải tới làm lễ lại ba lại xin cái phái quy y là xong. Rồi xong rồi cái nói đâu kể câu chuyện giữ giới như thế nào, rồi phạm giới như thế nào xem, nhắc nhở để mà khích lệ tiến tu đó. Thì thưa đại chúng, như vậy cho nên là chúng ta hiểu cái gì nó cũng từng bước hết. Còn riêng cái này, cái pháp vi diệu thứ mấy? Thứ năm. Pháp vi diệu thứ năm. Xin đọc lại cái lời chánh văn. Thất này thường trỗi nhạc bậc nhất của trời người. Nghe nói chữ trỗi nhạc cái mình phải hát phải không? Không, những lời pháp, những cái lời mà nhẹ nhàng, chân lý đó như nhạc, làm cho tâm người được thoải mái. Cho nên hôm nay mình cũng vậy, nếu hát được cũng được, còn hát không được thì khi nói mặt mày vui vẻ, lời nói nhẹ nhàng, ái ngữ, lợi mình lợi người. Khi nói có bốn điều kiện gọi là tứ nhiếp pháp, quý vị thuộc không? Là nói, lời nói, cư xử phải có mang tính chất bố thí đó. Chứ không phải nói hồi cái thấy là lợi cho mình không thì thất bại. Rồi thứ nhì là phải mang tính chất ái ngữ, lời nói nhẹ nhàng. Rồi thứ ba là lợi hành, có nghĩa là cả hai đều phải có lợi. Không những làm giúp mình cho mình có lợi mà chính cái người làm đó cũng sẽ được lợi. Lợi của phước đức, của tiến tu. Và đồng sự có nghĩa là rủ người làm mình cũng đồng làm, khích lệ người tu mình cũng đồng tu, gọi là đồng sự. Thì thưa đại chúng, vậy là phần thứ năm đã xong ha. Thất này có bốn kho lớn chứa đầy đồ quý báu, cứu giúp những người cùng khốn, cầu là được, không bao giờ hết. Ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ sáu. Trong cái phần thứ năm, thất này phát ra các thứ âm nhạc đệ nhất của cõi trời cõi người. Âm nhạc đó phát ra vô lượng thứ tiếng, và vô lượng tiếng mà gọi là âm nhạc đó là để giáo hóa chúng sanh. Người nghe được tiếng nhạc đó đều phát tâm tu hành. Lời mình như là tiếng nhạc, êm dịu, thích người nghe thích thú,
tạm gọi là âm nhạc. Và điều thứ sáu là thất này có bốn kho lớn chứa đầy đồ quý báu. Tới đây để chúng ta cần phải học để có một cái nhận định đúng về thân. Có khi mình nghe thân như thế này, thân là bất tịnh, thân là vô thường. Cái nghe như vậy, có một số tỳ kheo rất là nhiệt tình, liền nhảy lên thêm một bước, liền tự tử, liền tự sát. Nhưng mà thật ra giảng như vậy để phá cái mê lầm quý thân, rồi đắm nhiễm, hưởng dục lạc, chứ đâu đã là chân lý cuối cùng đâu. Và sau khi một mùa an cư để thực hành tiến tu cái thân bất tịnh vô thường này, thì khi về đảnh lễ Phật, sao thiếu một tăng đoàn 60 vị không thấy có mặt. Họ thăm hóa ra 60 vị tiến tu đều tốt đẹp, thấy rõ thân bất tịnh vô thường, liền mướn người giết mình. Tại vì cái tâm hiền lành quá, tự sát cũng không dám nữa. Mướn người mà mình đọc kinh mình rất là xúc động. Lấy cái gì để mướn? Trả tiền công bao nhiêu? Lấy y áo cũ mình đang mặc, bình bát tặng cho cái người mà giết mình. Ông đó là ông đồ tể, ông đó là chuyên làm cái công việc mà giết những tù nhân theo lệnh của nhà vua. Và ông nhận làm cái điều này, chứ không ai dám làm hết. Thì lúc đó Phật mới nói, đâu đã xong. Nếu được cái đó rồi thì phải tiến lên để nhận được cái thân chân thường, bất sanh bất diệt, chính là pháp thân. Ở đây bốn kho lớn này chứa đầy đủ ý báo nè, và có thể cứu giúp những người cùng khốn nè. Cầu là được nè, không bao giờ hết nè. Ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ sáu. Tới đây xin nhấn mạnh lại, chúng ta nghe giải thích chỗ này. Bốn kho báo lớn ở đây là chỉ cho thân tứ đại này. Bốn kho báo lớn đó, chứ không thôi tưởng kiếm ở đâu nữa. Khi chúng ta tỉnh giác rồi thì tuy mang thân tứ đại mà dùng nó làm phương tiện để độ thoát chúng sanh. Để hiểu giá trị chưa? Cho nên có khi mình dùng cái thân mà mình dùng để phục vụ tham muốn của chính mình. Nhưng hôm nay khi tỉnh giác rồi thì mình cũng đang mang thân tứ đại mà đem cái thân này làm phương tiện để độ thoát chúng sanh. Chúng sanh nào? Vừa làm chính mình, độ thoát chính mình, và cũng giúp, cứu giúp cho những chúng sanh chung quanh. Vậy tứ đại này là bốn kho báu để cứu khổ. Cho nên không phải là đạo Phật không quý thân đâu nha thưa đại chúng. Cho nên trong mùa đại dịch đó, mình cũng vì tỉnh giác cho nên mình mới điều cái thân tứ đại. Mình biết những cái nhân duyên để tứ đại thành trụ và giúp cho nó không có hoại. Đó, mình bằng trí tuệ đó. Khi mê thấy thân tứ đại này là thật, rồi mới chấp ngã, rồi mới chấp nhân. Khi mình thấy thân mình thật thì đó là đang chấp ngã. Nhưng chấp nhân là gì? Mình cũng thấy thân người kia là thật nữa. Cho nên mình đang chấp nhân nữa. Sáu căn sẽ biến thành lục tặc. Thay vì lục thông, thay vì thành lục thông thì nó lại thành lục tặc. Mà khi chấp ngã, chấp nhân, khi chấp thân tứ đại này là thật thì tất cả của báo sẽ mất. Từ cái thân này chúng ta không làm được những điều tốt đẹp để gọi là trưởng dưỡng cái con đường giác ngộ giải thoát của mình, nuôi dưỡng cho tăng trưởng lên những cái phước đức, những cái công hạnh. Vì vậy nói thân là bốn kho báo lớn.
Hôm nay nói lấy kho báu lớn, cái đừng có nói ủa đâu cho con mừng chìa khóa nha. Bốn kho báu đó ngay đây này, dùng bốn kho báu lớn đó đi. Thất này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Phật A Súc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Diệm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vân vân. Mười phương vô lượng chư Phật như thế, khi thường nhân này nghĩ đến, liền đều đến. Rộng nói các pháp tạng bí yếu của chư Phật, thuyết xong rồi trở về, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ bảy. Ở trong thất này có nghĩa là với tâm thanh tịnh thì mười phương chư Phật, mười phương mà vô lượng chư Phật, như Đức Phật Bổn Sư, Phật Di Đà, Phật A Súc, Phật Bảo Đức, vân vân. Khi thượng nhân này là ai? Khi Ngài Duy Ma Cợt, khi những người sống với tâm thể thanh tịnh nghĩ đến, thì chư Phật liền đến và rộng nói pháp tạng bí yếu của chư Phật. Hôm nay chúng ta hãy tưởng tượng nếu chúng ta sống với tâm thanh tịnh, thì có phải pháp tạng bí yếu của chư Phật cũng đang hiển lộ và đang gọi là đang gì? Đang thi thiết, đang thể hiện. Và khi thuyết xong rồi, khi có duyên các ngài đến, nhưng mà hết duyên thì liền trở về. Đã, chư mười phương chư Phật đều trở về. Còn khi mà có việc phải xuất hiện thì các ngài liền vừa nghĩ đến liền xuất hiện để rộng nói pháp tạng bí yếu của chư Phật. Khi nghe rộng nói pháp tạng bí yếu của chư Phật, chúng tôi nhắc lại một bài kệ trình kiến giải của Thi Hào Tô Đông Pha. Tô Đông Pha đã trình kiến giải là nước của tiếng suối reo á chính là tướng lưỡi rộng dài của chư Phật. Nghe tiếng suối reo thì đó chính là tướng lưỡi rộng dài của chư Phật đang thuyết pháp. Mấy cô đề hiểu không? Đó, hay đang cần nghe hay là đang nghe thì tự nhiên thấy được tướng lưỡi rộng dài của chư Phật thuyết pháp. Rồi bây giờ chung quanh chúng ta ở Thiền viện Vô U ở miền Bắc Cali, Phó Nha, chung quanh là thung lũng, là núi bao bọc. Vậy khi nhìn thấy tướng núi xanh chính là tướng của Pháp thân Phật, Pháp thân bất sanh bất diệt của Phật hiện tiền. Cho nên thưa đại chúng, đó là pháp tạng bí yếu của chư Phật. Tướng lưỡi rộng dài, pháp thân thanh tịnh của chư Phật luôn luôn khi cần là sẽ đến và xong việc liền trở về. Cái thể không tịch lặng lẽ vô tướng hiện tiền, chứ không phải lúc nào cũng có tướng. Đó là pháp chưa từng có và khó được thứ bảy. Thất này tất cả cung điện trang nghiêm của chư thiên, cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện trong đó. Ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ tám. Ở trong thất này, khi nào thượng nhân chính là cư sĩ Duy Ma Cợt vừa nghĩ đến thì chư Phật liền hiện nói pháp bí yếu, là cái đặc điểm thứ bảy mà chúng ta đã học. Và giờ này là cái đặc điểm thứ tám,
là đặc điểm thứ 8 là thất này tất cả cung điện trang nghiêm của chư thiên, cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện trong đó. Ở trong cái tâm thể thanh tịnh của mình thì tất cả cung điện trang nghiêm của chư thiên, của cõi trời cũng có mặt, cõi tịnh độ của chư Phật cũng có mặt ở đó. Tại vì đôi khi chư thiên cũng chưa hẳn là cố định là chư thiên, mà các ngài cũng từ đó phát tâm vô thượng Bồ Đề, nhưng với bản nguyện vẫn tiếp tục việc cũ để giáo hóa cái chúng sanh ở cõi đó. Đó, đó là pháp chưa từng có khó được thứ 8. Và cuối cùng thì có lời kết luận rằng ngài Xá Lợi Phất, thất này thường hiện 8 pháp chưa từng có khó được. Ai đã thấy được việc bất tư nghị này mà lại còn ưa pháp thanh văn ư? Chúng ta sở dĩ chưa phát tâm hành trì rốt ráo là vì mình chưa thấy được sự nhiệm màu của tâm thể thanh tịnh. Nếu mình đã thấy sự nhiệm màu của tâm thể thanh tịnh thì chẳng lẽ mình lại còn ưa pháp nhân thừa, ưa pháp thiên thừa, đến pháp thanh văn là giải thoát rồi đó. Niết bàn giải thoát, mà giải thoát gọi là hóa thành, còn không ưa thích mà còn muốn tiến lên. Thì câu này ai sẽ trả lời? Mình sẽ tự hỏi mình và trả lời. Đã thấy được 8 việc chưa từng có và khó được từ tâm thể thanh tịnh chưa? Tin chưa? Vậy mà còn ưa pháp phàm phu ư? Chúng ta hãy tự hỏi. Và khi tự hỏi rồi, để mình phát nguyện tiến tu. Thưa đại chúng, mục đích một buổi học là như vậy. Chúng ta sẽ luôn luôn tiến tu từng bước một cách vững chắc, và quan trọng nhất là bất thối chuyển, tiến mà không bao giờ bị thối lui. Nếu những bước đi của chúng ta có trí tuệ và có sự thực hành. Và kết thúc buổi học thì chúng tôi sẽ quay lại trả lời cùng quý vị, trả lời thử tại sao cùng một chủ đề mà sẽ chỉ chứng sơ quả. Mình trình bày theo ý của mình. Thì tại sao đối với cô bé dịch vải, trường hợp thứ nhất đi, chính chứng sơ quả là bà mẹ và hạt cải. Khi mà bà điên khổ đau và điên cuồng khi thấy con mình chết, bà không chấp nhận cái chết của con mình và muốn con mình phải được sống lại, thì lúc đó vô minh hay trí tuệ? Có giác ngộ chưa? Chưa giác ngộ. Vậy khi Đức Phật bảo rằng nếu ngươi muốn ta cứu tử cho con ngươi, hãy đi tìm thuốc, và thuốc đó phải từ trái tim của một người mẹ. Ngươi hãy tìm cho ta một nhúm hạt cải. Trong một gia đình nào mà chưa từng có người chết, nghe có thuốc mà cứu con thì bà quá mừng. Bà quên cái câu mà trong cái nhà mà chưa từng có người chết, bà chưa suy tư tới điều đó. Nhưng khi từ sáng tới trưa mệt nhoài xin nhúm hạt cải thì không khó. Nhưng đến cái điều kiện quan trọng là trong nhà này chưa từng có người chết, thì chưa có nhà nào đáp ứng được câu này. Thì chính cái điều đó, dần dần cái trí tuệ của mình khai mở. Chúng tôi cũng nhắc đại chúng, làm sao mỗi lần mình sân lên, trí tuệ mình phải khai mở. Tới đây là mình sân, khi mình đòi hỏi không được như ý,
Mình vọng tưởng là tha hồ rồi đó. Nhưng mà mình đem cái vọng tưởng đó mình đi đòi hỏi mọi người phải chấp nhận, phải được làm theo ý mình, thì mình phải giác ngộ là điều này không thể được. Đã là vọng mà đòi như ý thì ai đáp ứng được? Chính mình cũng không đáp ứng được, huống gì mình đem đòi hỏi người khác. Mà gá tâm vào một cảnh để phân biệt, để vọng tưởng là mê hay là giác, là mê rồi, sao chưa giác ngộ? Đó, thì người mẹ mà đi tìm thuốc cứu tử cho con, chỗ nào cũng có hạt cải, mà chỗ nào cũng đành phải bỏ hạt cải xuống. Vì nhà nào cũng có người chết, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, một cách nhẹ nhàng, một cách bình thường. Nhưng mà cái người mà có trí tuệ sẽ thức tỉnh. Và chính đó là sự thức tỉnh của bà mẹ Kissa Gotami. Và khi thức tỉnh rồi thì bà chứng quả dự lưu vào dòng thánh. Quý vị hãy nghiền ngẫm, chúng tôi không muốn giải thích nhiều chỗ đó. Vào dòng thánh là sao? Còn là phàm phu nữa không? Không bao giờ còn là phàm phu. Giống như mình giác ngộ, ăn cái này vô là đắng, mà thật sự giác ngộ, thì lần khác mình có xin thử miếng không? Không có đắng, nhất là ăn ớt mà là cay đó. Một lần mà cay xé miệng rồi, lần khác có xin ăn cái đó nhiều nhiều nữa không? Không, là giác ngộ. Và giác ngộ đó là mãi mãi. À, thì ở đây có hai trạng thái nha: giác ngộ lần đó cho mình, và giác ngộ mãi mãi. Để có một cái nguyện rất là rộng lớn, thì chính cái điều đó để nó nói lên cái thứ lớp của chứng ngộ. Nếu mình chỉ giác ngộ soàn soàn mà đòi quả báo cái bằng cao thượng làm sao có. Giác ngộ soàn soàn thì quả báo cũng soàn soàn thôi, tương ưng. Nếu đề hiểu không? Vậy nhìn ở chỗ đó. Rồi câu chuyện vừa qua là phải tự cắt cái, tự tay mà cắt dây ái dục. Đó, khi mà thấy cái hoa sen của nó rơi rụng tàn tạ như vậy, thì giác ngộ thân ta rồi cũng như thế. Mà khi thấy được điều đó, không phải thấy rồi bỏ qua, mà thấy có nghĩa là không còn đi vào con đường ái dục nữa. Chỗ quan trọng là chỗ đó. Để tu đạo tịch tịnh, đạo tịch tịnh là tương đương với cái gì của khi mình tu thiền? Chưa được như chân tâm, mới được tâm tĩnh, tâm lặng thôi, chưa có tĩnh, tâm lặng lẽ thôi. Tâm lặng lẽ thôi, cái tịch tịnh là lặng lẽ thôi. Nó yên, chứ nó không có dậy sóng, nó không có nổi cơn. Và nhìn qua tướng thì con mắt không có trợn trừng lên, cái miệng không có nói những cái lời hung bạo. Thân tướng không có đi những cái bước chân nặng nề một cách sân si. Đó, cái tướng và cái tâm nó tương ưng. Khi tâm lặng lẽ, không khởi niệm. Và khi không khởi niệm thì nó không qua hành động. Từ cái niệm ban đầu đó của ý, nó sẽ ra thân, ra khẩu. Mấy người đề hiểu không? Và lúc đó vị tỳ kheo này an trú nơi niết bàn tịch tịnh. Chứng tứ quả là. Còn đối với cô bé dệt vải, với bốn câu hỏi đáp rất là lý thú, phải lâu lắm chúng tôi mới thuộc đó. Xin đại chúng ai nhớ câu nào xin trình bày. Mô Phật bạch thầy, khi Đức Phật hỏi con có biết không? Chưa, câu đó câu thứ tư. Dạ. Con từ đâu tới?
Dạ thưa con không biết. À, rồi câu thứ hai là con sẽ đi về đâu? Thưa con không biết. Ừ. Và câu thứ ba, con biết hay không biết? Dạ con biết. À, nhưng câu thứ tư, con biết. Con biết ư? Dạ con không dạ, biết. Không biết. Dạ, dạ. À, và đó là bốn vấn đề lớn của mình. Con từ đâu tới là sao? Không phải hỏi mình nhà mình ở đâu tới, mà trong vòng luân hồi sanh tử mình từ cảnh giới nào, mình là ai, mình từ cảnh giới nào mà mình đang có mặt ở đây vậy? Trong vòng luân hồi sanh tử thì con không biết. Con chưa biết trước khi mà con có mặt ở tại thiền viện Vũ U trong giờ phút này. Trước đó con ở cảnh giới nào, luân hồi sanh tử từ đâu, con không biết. Rồi con sẽ đi về đâu? Nếu chết con sẽ đi về đâu? Con không biết. Nhưng hôm nay mình có thể dám nói con biết không? Mà biết ở đâu biết không? À, rồi bây giờ cho là biết đi, rồi biết là biết về đâu? Đó, nó cũng phải biết chứ. Nếu theo đúng mà nhân quả, nhân duyên mà chúng ta đã học biết, nhưng về đâu? Và quan trọng là biết mình có sanh về chỗ bất sanh bất diệt không? Mình có để tương ưng được hay không? Thì lúc đó trình độ của cô bé dệt vải trả lời là con không biết, chết đi về đâu. Rồi câu thứ ba, con biết phải không? Thì khẳng định con biết. Con biết con sẽ chết và mọi người cũng sẽ chết. Con biết. À, nhưng mà chính cái chỗ này, thì đại chúng chính chỗ này, à, cho nên là chưa phải là chứng quả tịch tình A La Hán đâu. À, câu thứ tư, con biết hay không biết? Con không biết. Vì con không biết chết lúc nào và chết ở đâu, chết kiểu nào, thì có vào được cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh chưa? Nó khác với vị tỳ kheo. Cái giác ngộ của vị tỳ kheo là đã coi như là tự cắt dây ái dục, như là tay bẻ sen thu. Và cuối cùng câu thứ tư là gì? Là hãy tu đạo tịch tịnh là Niết Bàn thiện thể giải. Cho nên quý vị thấy không? Đẳng cấp cái sự trình kiến giải mỗi người khác nhau. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói, sau một thời gian mình gieo duyên để làm đệ tử Phật, mình gieo duyên học Phật, nhưng mà có thể chưa hành trì. Từ từ bắt đầu hành trì, nhưng mà chưa đến đâu. Hôm nay tương đối là có hành trì, nhưng mà có một trạng thái gọi là buồn cười đó. Ngài A Nan trình bày rằng, bạch Thế Tôn, chúng con giống như người bị sốt rét cách nhật vậy đó. Bữa lạnh, bữa nóng, bữa nóng, bữa lạnh. Thì cái tu của mình cũng vậy. Bữa giác, bữa mê, bữa giác, bữa mê. Mà cái giác á, nó ít mà có khi mê nhiều. Cho nên giờ này chúng ta học để chúng ta khẳng định phải điều tâm để giác nhiều cho đến thường giác không mê. Đó, cái thời gian học là để chúng ta khẳng định điều này. Xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Và chúc tất cả huynh đệ sẽ khẳng định ở trong thất có những điều vi diệu như vậy. Chẳng lẽ chúng ta lại muốn trở về cảnh giới vô minh tạo nghiệp như đã từng ư? Đó, thì đó là chỗ mà cân nhắc, mà khẳng định bất thối chuyển. Nguyện đem công đức này hướng về khắp
tạng ai đề từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây.
đây